Còn nóng lòng muốn làm những chiếc bánh trung thu để tặng hay là để kinh doanh không? Để thực hiện thì đầu tiên bước chọn một là bước quan trọng nhất. Vì vậy cho nên ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị chiếc máy chọn một đánh trứng D20G 20 lít này. Đây, như anh chị có thể thấy thì máy có thiết kế dạng đứng khá là nhỏ gọn. Nó sẽ không làm quá nhiều không gian diện tích trong căn bếp của mình. Phần càng đánh và phần cối chọn một sẽ được làm bằng inox 304, bền, vững và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn phần thân máy thì sẽ được sơn tĩnh điện để đảm bảo độ cứng cáp. Cấu tạo của máy thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó bao gồm các bộ phận như là cần gạt để nhanh hạ cối mà không cần tốn quá nhiều công sức. Đây là cần gạt để điều chỉnh tốc độ của càng đánh. Một chút nữa thì em sẽ nói kỹ hơn về bộ phận này sau. Khớp nới càng đánh sẽ có thể dùng để thay thế các loại càng. Khe càng đánh thì sẽ có 3 loại càng đánh có thể thay thế. Tương ứng đầu tiên đó là càng lồng. Càng này thì mình sẽ dùng để đánh mông các loại kem hay là trứng. Càng nó sẽ được dùng ở tốc độ cao. Tiếp theo thì là càng chân vịt. Càng này thì mình sẽ dùng để đánh trộn nguyên liệu các loại bánh như là bánh ngọt này, bánh mông lan này. Và sẽ dùng ở tốc độ trung bình. Và cuối cùng là loại càng móc câu. Cái này thì chuyên dùng để trộn một các loại nguyên liệu nặng. Và mình làm bánh trung thu thì mình sẽ dùng càng móc câu chị nhé. Phần cối chọn một của máy có dung tích khá là lớn, cho nên là mỗi lần làm mình có thể cho một lượng lớn một vào máy thì có thể trộn tối đa tầm là 2kg một thành phẩm. Và máy cũng chỉ có một công tắc bật tắt duy nhất như thế này thôi, cho nên là sử dụng khá là đơn giản. Phần chân đế thì được bọc một lớp cao su, như vậy thì có thể giúp máy đứng vững và ổn định hơn, chịu được tải trọng lớn. Về phần động cơ của máy thì nó là động cơ lõi dây đồng 100%, hoạt động rất là ổn định và đảm bảo không bị quá tải hay là bị nóng trong lúc sử dụng. Và nó nằm gọn bên trong thân máy như thế này và bao xung quanh là một lớp sơn tĩnh điện, cho nên có thể đảm bảo được tuổi thọ và độ bền. Tiếp theo thì mình sẽ nói qua một chút về cách sử dụng của máy để mà làm máy trung thu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu, sau đó thì mình sẽ tháo cái cối này ra và cho nguyên liệu của mình vào đây. Tiếp theo thì sẽ chọn loại càng đánh phù hợp. Như em đã nói ở trên thì mình sẽ chọn loại càng đánh móc câu để có thể đánh bột trong vòng 25 phút với tốc độ chậm nhé. Sau đó thì mình chỉ cần bật công tắc này và cho máy khởi động thôi. Và trong quá trình sử dụng máy thì mình cũng nên lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất đó là nếu mà anh chị muốn thay đổi tốc độ đánh thì anh chị nên tắt máy trước. Nếu mà thay đổi tốc độ đánh đột ngột như thế thì sẽ rất là dễ làm vỡ ổ bi nhé. Sau khi sử dụng thì mình nên lắp nguồn điện trước. Các bộ phận như là càng đánh và cối thì mình nên tháo rời riêng ra để vệ sinh. Còn bộ phận còn lại thì mình nên dùng khăn khô để lau thôi nhé. Tránh làm nước bắn vào phần động cơ gây hỏng và bị cháy. Và để đảm bảo máy được bền thì lưu ý cuối cùng đó là mình không nên trộn quá nhiều giờ liền. Tốt nhất thì mình nên để máy nghỉ khoảng tầm 1 tiếng rồi sau đó mới trộn tiếp để đảm bảo là motor không bị cháy nhé. Như vậy thì công đoạn trộn bột làm bánh trung thu trở nên rất dễ dàng đối với chiếc máy D20G 20 lít này đúng không nào? Nếu như anh chị còn bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc nào thì anh chị có thể để lại bình luận ở phía bên dưới để Tiến Đồng có thể kịp thời giải đáp nhé. Còn bây giờ thì xin chào anh chị và hẹn gặp lại ở những video vận hành lần sau nhé.